Eliud Kipchot, vận động viên hàng đầu Kenya, đã bảo vệ danh hiệu của mình tại Berlin Marathon 2023 ngày 24 tháng 9. Mặc dù đã đạt thể trạng tốt, anh không phá kỷ lục thế giới, nhưng anh tiếp tục là một trong những vận động viên hàng đầu thế giới trong môn chạy marathon. Kipchot, chân chạy huyền thoại Kenya, thể hiện sự sâu sắc của mình trong cuộc đua và khẳng định rằng mỗi giải marathon là một cơ hội học hỏi. Anh hiện đặt mục tiêu trở thành vận động viên đầu tiên giành 3 huy chương Olympic trong nội dung Marathon tại Paris 2024. Ngoài việc đạt được danh hiệu ở Berlin Marathon, Kipchoge đã giành huy chương vàng Olympic ở Tokyo 2021 và Rio 2016. Anh là chân chạy thứ ba thắng nội dung Marathon Nam ở hai kỳ thế vận hội liên tiếp, sau ABB Bikila, năm 1960 và 1964, và Wandema Sierpinski, năm 1976 và 1980. Kiếp chốt cũng có mục tiêu thiết lập thành tích tốt nhất qua các kỳ thế vận hội tại Paris 2024. Kỷ lục Olympic hiện tại là 2 giờ 6 phút 32 giây, do vận động viên Kenya Samuel Wanjiru lập tại Bắc Kinh 2008. Trước khi tham gia Berlin Marathon 2023, Kiếp chốt thừa nhận đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và vẫn tiếp tục khao khát phá vỡ các kỷ lục thế giới anh cho biết việc này là niềm vui và cơ hội chỉ đến một lần trong đời